các bạn. Hôm nay Hú Chi và bố đến trường rất sớm. Hú thương bạn này. Hôm nay khối tiểu học trường Nguyễn Đình Chiểu sẽ được đi tham quan ở một địa điểm thú vị, đó chính là trang trại Hải Đăng. Đi thôi. Mọi người trường đặc biệt, ở đó có các bạn khiếm thị học hòa nhập với các bạn mắt sáng. Hôm nay các bạn khiếm thị sẽ có một bạn mắt sáng hỗ trợ để nói cho chúng ta nghe những điều mà chúng mình không thể nhìn thấy được. Cây bút chì màu xanh em vẽ lên ruộng đồng, cây bút màu đỏ tươi em vẽ bông hồng nhỏ, có chút nắng ban mai ông mặt trời lấp ló, phía sau cây phượng đỏ có ngôi trường của em. Những cây bút chì màu chơi, đó chính là trò chơi nặn gốm. Màu đỏ tươi em vẽ bông hồng nhỏ, có chút nắng ban mai ông mặt trời lấp ló, phía sau cây phượng đỏ có ngôi trường của em. Những cây bút chì màu em như chim bồ
có trắng bay giữa trời. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa. Em mong sao trên trái đất mỗi thơm nụ con mùa. Em mong sao trên trái đất mỗi con người như em đây là chim trắng chim hòa bình. Sống đời yêu thương dù đời trái đất xanh. Sống đời yêu thương dù đời trái đất xanh. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa. Em mong sao trên trái đất mỗi con người. Em mong sao trên trái đất mỗi con người như em đây là chim trắng chim hòa bình. Sống đời yêu thương giữ đẹp trái đất xanh. Sống đời yêu thương giữ đẹp trái đất tay biết tìm nhau, lòng em như suối trên.
nhiều trò chơi. Mình cảm thấy rất là mệt do trời nắng quá. Mình và các bạn đã vã mồ hôi. Sau chuyến đi này mình cảm thấy rất là vui. Các bạn hãy nhấn đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.